Hello anh em nhá, hôm nay khởi động ngày mới các bạn ạ. Một ngày rất đẹp trời sau những ngày rét bướt. Đây, em trai thì đã lắp đôi chắn bùn sau K200 nhà mình rồi. Bây giờ là mình đang bán cho em ý hai đôi anh em nhá. Hàng này là khoan lỗ sẵn dập máy, đảm bảo anh em là khắc nét luôn. Đấy, hai đôi chắn bùn sau. Đây, chắn bùn lắp trực tiếp lên xe này các bạn nhìn này. Hôm nọ thì mình cũng bán cho em ý về nhà em lắp đây các bạn. Đây, thực tế lên xe đây các bạn. Đó, rất là ok anh em nhá. Đây, thực tế lên xe đây các bạn. Đấy, chắc chắn luôn, dễ lắp luôn. Em với con cẩn thận, bắn thêm một lớp keo silicone đấy các bạn này. Thật ra là có ốc rồi nhưng em vẫn bắn ốc, vẫn bắn thêm keo silicone. Đấy, form dáng chuẩn luôn, chắc chắn luôn các bạn nhé. Một phát là vừa luôn. Đấy là mình lấy tiếp cho em vì cái lọc gió điều hòa đấy anh em nhé. Một trong những cái mà rất nhiều anh em thay vào cái mùa hè năm nay. Ok em trai, xong luôn, lọc gió điều hòa. Tổng bác gì đây? Đây của em đây. Của em là 950 cộng 950 là 1.9 99 cộng với 250 là 2.150 của em thôi. Đấy, chắn bùn mình có bán rất nhiều anh em nhé. Bởi vì anh em nhớ ủng hộ mình nhé. Hàng dập máy khoan lỗ sẵn. Khoan lỗ sẵn này, dập máy này. Cái hàng ấy nhà mình đặt bột khác toàn bộ thị trường từ Nam đến Bắc, nhà mình khác hoàn toàn bởi nhà mình làm cái bát to, làm rất là dày dặn và bắt rất là chắc chắn, chứ mình không làm những cái bát bé bé tí tí đâu, ngồi về anh em khoan đâu, rất mất thời gian. Dập lỗ sẵn hết, có cả bát bắt chắn bùn luôn. Em chuyển anh 2 triệu thôi em. Ok em trai, đôi kia về bắt ngon đúng không, tháo ra lắp vừa lỗ góc luôn đúng không? Đấy, mình hỏi em trước, em feedback em ý luôn nhá. Đấy, để cho anh em biết là mình khoan lỗ sẵn rồi, anh em về bắt rất là dễ, không cần phải hàn thì chế gì cả, kể cả trước cả sau luôn. Anh cảm ơn em nhiều, là em 50. Cái này về thay tháo ra là rưỡi. Đúng rồi, em cứ cầm T10 thôi, tháo ra phát như bình thường thôi. Anh yêu em nhiều nhá, anh cảm ơn em. Đấy, hiện tại thì có hai xe em trai đang làm đồ, tí mình sẽ quay video livestream cho anh em xem. Cảm ơn mọi người nha, mọi người nhớ liên hệ cho mình theo hai số điện thoại, không dùng số thứ ba các bạn nha, tránh tình trạng lừa đảo, các bạn vào đúng hai số này. Cảm ơn anh em rất là nhiều.